Kính thưa quý vị, hiện nay rất nhiều bậc cha mẹ có nhu cầu tách sổ đỏ cho con. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ tách sổ đỏ cho con là gì và quy trình thủ tục thực hiện ra sao. Vậy trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tách sổ đỏ cho con cần những gì, quy trình thủ tục tách sổ đỏ cho con năm 2022. Video sau đây sẽ được chia thành 5 nội dung chính. Thứ nhất, tách sổ đỏ cho con là gì? Thứ hai, điều kiện tách sổ đỏ cho con. Thứ ba, tách sổ đỏ cho con cần những gì? Thứ tư, quy trình tách sổ đỏ cho con. Và cuối cùng thứ năm, những câu hỏi thường gặp. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, tách sổ đỏ cho con là gì? Tách sổ đỏ cho con là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong quá trình thừa kế tặng cho giữa cha mẹ và con cái. Phần 2, điều kiện tách sổ đỏ cho con. Căn cứ vào điều 188 Luật Đất đai năm 2013 và điều 29 Nghị định 43 năm 2014 Nghị định của Chính phủ, để thực hiện thủ tục tách thửa đất cho con một cách hợp pháp thì thửa đất đó phải đáp ứng được các điều kiện sau đây. Thứ nhất, thửa đất phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh của địa phương đó. Thứ hai, thửa đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất hợp pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Thứ ba, thửa đất không có tranh chấp. Thứ tư, thửa đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Thứ năm, thửa đất đang trong thời gian sử dụng đất. Phần 3, tách sổ đỏ cho con cần những gì? Quý vị lưu ý, người sử dụng đất phải cần chuẩn bị một bộ hồ sơ xin tách sổ đỏ với các tài liệu như sau. Thứ nhất, đơn đề nghị tách sổ đỏ theo quy định. Thứ hai, bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Ngoài ra, trong trường hợp tách sổ đỏ cho con, cần chuẩn bị thêm hợp đồng tặng cho đất và tài sản gắn liền với đất, có công chứng hoặc di chúc hợp pháp theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và các giấy tờ pháp lý cá nhân đối với cha mẹ con như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn hiệu lực và sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân như đăng ký kết hôn nếu đã đăng ký kết hôn. Phần 4, quy trình tách sổ đỏ cho con. Người có mong muốn tách sổ đỏ cho con nộp hồ sơ đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ, trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ. Lưu ý, kết quả phải trả cho người sử dụng đất trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. Cụ thể, thứ nhất, tách phần diện tích đất cần tặng cho theo quy định tại khoản 1 điều 79 Nghị định 43 năm 2014 của Chính phủ. Trước khi thực hiện thủ tục tặng cho đất, quý vị cần tách phần diện tích đất muốn tặng. Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất. Như vậy, bước đầu tiên trong việc thực hiện thủ tục tách sổ đỏ cho con năm 2022 là tách phần diện tích đất cần tặng bằng cách đề nghị văn phòng đăng ký đất đai tiến hành đo đạc tách thửa đối với phần diện tích đất muốn tặng cho. Sau khi tách đất thành công, cha mẹ mới có thể tiến hành cho đất đối với con gái. Thứ hai, thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất. Đầu tiên, cha mẹ cần công chứng hợp đồng tặng cho đối với con cái theo điều 40 và điều 41 Luật Công chứng năm 2014. Theo đó, các bên cần chuẩn bị hồ sơ giấy tờ bao gồm phiếu yêu cầu công chứng, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, sổ đỏ đối với bên tặng cho, sổ hộ khẩu, giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân. Sau đó, hai bên tiến hành kê khai nghĩa vụ tài chính và thực hiện đăng ký sang tên hay còn gọi là đăng ký biến động đất đai. Căn cứ vào khoản 4 điều 95 Luật Đất đai năm 2013, cha mẹ khi làm thủ tục tách sổ đỏ cho con năm 2022, cụ thể là tặng cho quyền sử dụng đất, thì cần phải đăng ký biến động đất đai trong thời gian 30 ngày kể từ ngày quyết định tặng cho. Về thủ tục hồ sơ đăng ký biến động đất đai bao gồm giấy tờ sau đây. Thứ nhất, đơn đăng ký biến động đất đai. Thứ hai, hợp đồng tặng cho đất đai. Thứ ba, bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình đã được công chứng hoặc chứng thực. Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ thì tiến hành nộp tại một trong hai địa điểm sau. Thứ nhất, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Thứ hai, hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu. Kính thưa quý vị, tóm lại, thủ tục tách sổ đỏ cho con bao gồm 4 bước như sau. Bước 1, chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Bước 2, nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Đối với trường hợp hồ sơ đủ sẽ tiến hành tiếp nhận và ghi vào sổ thụ lý và ghi giấy hẹn cho quý vị. Đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trong 3 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận phải thông báo cho quý vị để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Bước 3, sau khi nhận hồ sơ, văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau.
cử người xuống để đo đạc kiểm tra địa chính để thực hiện tách thửa theo yêu cầu của cá nhân có đất. Lập hồ sơ gửi lên Sở Tài nguyên và Môi trường để chờ xét duyệt và thực hiện cập nhật hồ sơ đăng ký biến động đất đai. Bước 4. Nhận kết quả. Phần 5. Những câu hỏi thường gặp. Thứ nhất, cha mẹ tách sổ đỏ cho con có phải đóng thuế không? Việc tách sổ đỏ cho con trong các trường hợp sau thì được miễn thuế thu nhập cá nhân, như tách sổ đỏ giữa chồng với vợ, giữa mẹ đẻ cha đẻ với con đẻ, giữa mẹ nuôi cha nuôi với con nuôi, giữa mẹ chồng cha chồng với con dâu, giữa mẹ vợ cha vợ với con rể, giữa bà nội ông nội cháu nội, giữa bà ngoại ông ngoại với cháu ngoại, giữa anh chị em ruột với nhau. Như vậy, trường hợp tách sổ đỏ cho con sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Thứ hai, làm thủ tục tách sổ đỏ cho con ở đâu? Thưa quý vị có thể nộp tại bộ phận một cửa nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính. Nếu địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu địa phương chưa tổ chức chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Thứ ba, chi phí tách sổ đỏ cho con là bao nhiêu? Về nguyên tắc, khi đo đạc để tách thửa thì chỉ cần phải nộp phí đo đạc. Tuy nhiên, sau khi tách thửa xong thì luôn gắn với thủ tục chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất cho con nên phát sinh thêm các khoản phí như lệ phí trước bạ, thu khi chuyển nhượng, phí thẩm định hồ sơ sang tên, tiền công chứng hoặc chứng thực. Về phí đo đạc khi tách thửa là chi phí phải nộp khi tách thửa. Phí đo đạc là tiền dịch vụ để trả cho người đo đạc. Hiện nay, các địa phương thu phí đo đạc dao động từ 1,8 đến 2,5 triệu đồng. Về phí công chứng nhà đất, phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng tặng cho được tính theo giá trị quyền sử dụng đất. Về thuế thu nhập cá nhân, khi cha mẹ chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất cho con thì được miễn thuế thu nhập cá nhân theo khoản 1, điều 3, thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính. Về lệ phí trước bạ, trong trường hợp này sẽ được miễn lệ phí trước bạ nếu cha mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho con theo khoản 10, điều 9, nghị định 140 năm 2016 của Chính phủ. Lưu ý, sẽ phải nộp lệ phí trước bạ nếu cha mẹ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con vì theo điều 9, nghị định 140 năm 2016 của Chính phủ không quy định miễn lệ phí trước bạ với trường hợp chuyển nhượng. Lưu ý thứ hai, mặc dù được miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, nhưng trong trường hợp này khi cha mẹ muốn tặng cho quyền sử dụng đất cho con thì vẫn phải kê khai với cơ quan thuế. Về phí thẩm định hồ sơ, phí thẩm định hồ sơ khi sang tên do các tỉnh thành quy định, mức thu này sẽ là khác nhau dựa trên mỗi tỉnh. Về mức thu của các tỉnh thành trong cả nước dao động từ 500 đến vài triệu đồng. Tóm tắt trình tự thủ tục tách sổ đỏ cho con năm 2022. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Trường hợp hồ sơ đủ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành tiếp nhận và ghi vào sổ thụ lý cùng với ghi giấy hẹn cho bạn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trong 3 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận phải thông báo để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Bước 3. Sau khi nhận hồ sơ, văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau. Thứ nhất, cử người xuống để đo đạc, kiểm tra địa chính để thực hiện tách thửa đất theo yêu cầu của cá nhân có đất. Lập hồ sơ gửi lên Sở Tài nguyên và Môi trường để chờ xét duyệt. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện cập nhật hồ sơ đăng ký biến động đất đai. Bước 4. Nhận kết quả. Câu hỏi thứ 5. Thời gian giải quyết thủ tục tách sổ đỏ. Thời gian giải quyết đối với các trường hợp tách thửa được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Đối với một số trường hợp nơi các miền núi, hải đảo hoặc các vùng điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn thì tối đa thời gian giải quyết sẽ là 25 ngày. Trên đây là thông tin chi tiết về việc tách sổ đỏ cho con năm 2022. Rất mong rằng quý vị đã có được cho mình những thông tin hữu ích. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube Công ty Luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.